Thưa quý vị và các bạn, đến với trại sáng tác điêu khắc truyền thống dân tộc Cơ Tu lần thứ nhất, du khách được xem nghệ nhân biến những cốc gỗ thành các tác phẩm điêu khắc độc đáo, được giao lưu với các nghệ nhân, được tìm hiểu thêm giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của người Cơ Tu. Tham gia trại sáng tác có 36 tác giả, trong đó có 19 tác giả của huyện Nam Đông, 7 tác giả đến từ khoa điêu khắc của trường Đại học Nghệ thuật, 7 tác giả đến từ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 3 tác giả đến từ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Với khoảng từ 140 đến 150 tác phẩm, các tác giả tham gia trại sẽ được đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ theo quy định. Các tác phẩm được hình thành sau khi kết thúc trại sáng tác, tác giả sẽ tặng cho huyện để trưng bày tại vườn tượng làng văn hóa dân tộc Cơ Tu. Đây với điều khác là mang lại truyền thống của người Cơ Tu và những là sáng tác là mỗi cái bức tượng là mỗi cái tâm linh của người Cơ Tu. Văn hóa mang lại cho hội trại sáng tác huyện Nam Đồng đẹp và rất nhiều ý nghĩa đối với phong tục tập quán của người Cơ Tu. Những khối gỗ tưởng dường như vô tri nhưng dưới bàn tay của các tác giả thì đã trở nên sinh động và có hồn. Không chỉ vậy, các tác giả đã gửi gắm tâm tư, tình cảm bằng tinh tú đặc sắc của dân tộc mình tới bạn bè gần xa. Bức tường này từ hiện trước kia mình làm bức tường này để lại là cả như là khi các đuôi cùng có cả như là từ lâu đời để thể hiện anh em mình đây cả như là các di sản văn hóa này đó là thần linh. Trước thực trạng những nét văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người Cơ Tu nói riêng đang dần bị mai một, huyện Nam Đông đã có các hoạt động thiết thực để bảo tồn phát huy như mở các lớp truyền dạy công chiêng, mùa truyền thống đan lát, phục dụng thành công lễ hội mừng lúa mới của người Cơ Tu hay mở các trại sáng tác điêu khắc. Thì đối với bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu trên địa bàn của huyện thì hiện nay là vừa sưu tầm, vừa phát triển, vừa giữ gìn, thể hiện trong các kỷ luật tập huấn, kỷ luật dạy truyền và dạy hát lý, hò lý và đan lạt công chiêng cho đồng bào Cơ Tu trên địa bàn. Trại sáng tác điêu khắc truyền thống dân tộc Cơ Tu huyện Nam Đông lần thứ nhất năm 2023 với ý nghĩa nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn truyền thống văn hóa, mang đến cho quý vị quan khách những trải nghiệm chân thật nhất, những cảm xúc ấn tượng và những cảm nhận khó quên khi được trực tiếp giao lưu, tiếp xúc với các nghệ nhân, được tìm hiểu và biết thêm kiến thức về giá trị di sản văn hóa truyền thống của người Cơ Tu thông qua kỹ thuật trình diễn và những tác phẩm do các nghệ nhân làm ra. Và hơn nữa, để cho công chúng được hiểu hơn về một tộc người đồng bào đang sống cùng mảnh đất, góp phần làm đa dạng văn hóa trên mảnh đất Nam Đông. Trại sáng tác còn là dịp để đồng bào Cơ Tu có cơ hội được quảng bá, giới thiệu đến du khách và công chúng về những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của dân tộc mình.